ฮัลโหลสวัสดีครับนะมันก็hai bè nhà đám nè hôm nay mình sẽ làm việc clip hướng dẫn nè cho các bạn bổ sung nhớ cũng như là chỉ thuộc nhớ cho cả nè bạn nhà đám nè các bạn nhà ok nè Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Thì hiện trên tay mình đang có hai cái bẻ nha đam. Và hôm nay mình sẽ làm một video clip chỉ cho các bạn một cái mẹo để trị tuột nhớt cho cá cũng như bổ sung nhớt cho cá bằng nha đam các bạn nha. Ok, thì bây giờ việc chúng ta cần làm là chúng ta phải gọt cái vỏ đó đi và chúng ta sắc nhỏ nó nha các bạn nha. Rồi, việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta sẽ cắt mấy cái bẻ nha đam này ra ha, để chúng ta lấy được cái nhớt của nó và lấy được cái thịt của nó. Thì như các bạn cũng đã biết là cái bệnh tuột nhớt phải gọi là một cái bệnh cũng phải gọi là khó chịu, cũng như là đôi khi các bạn mua cá mới về á, nó cũng vô nước mới nó cũng bị tuột nhớt khá nhiều. Hôm nay mình chỉ các bạn sử dụng nha đam để gọi là khắc phục tình trạng này ha. Chúng ta sắc nhỏ nhỏ ha. À, hợp lý. Nè, sau khi gọt xong chúng ta có thành phẩm nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái son nè. À, một cái son ha. Rồi chúng ta sẽ đổ nha đam vô. Đó. Ok nè, giục luôn nè. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho ít nước rồi chúng ta nấu lên các bạn nha. Rồi mình đang nấu nha các bạn nha, đợi chút xíu cho nó sôi chúng ta sẽ làm tiếp. Thì cái nước này các bạn đổ nhiều đổ ít thì nó cũng không quan trọng lắm đâu các bạn nha. Cái này mình đổ hơi ít nước để cho nhớt nó ra nhiều một chút, nhớt của cây nha đam ra nhiều một chút. Rồi đã sôi rồi các bạn nè. Rồi, chúng ta đảo đều lên ha, cho tất cả các nha đam nó đều chín hết. Coi nè, cắt gì đâu mà còn đen cái xanh quá trời luôn. Ok thôi các bạn đi. Bây giờ chúng ta làm việc tiếp theo là bật nhỏ lửa lại các bạn nha. Bật nhỏ lửa lại. Và sau đó chúng ta sẽ cho thêm một ít đường. Chúng ta sẽ cho thêm một ít đường. Thì các bạn đang thắc mắc cho đường làm gì đúng không? Thì chút hồi mình sẽ giải thích sao cho cho thêm một ít đường. Đó. Đúng nữa. Ok, như đó chắc đủ rồi ha. Đủ rồi ha. Rồi chúng ta khuấy đều lên nè. Khuấy đều. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tới khâu tiếp theo là chúng ta sẽ tắt lửa đi nha. Rồi, sau đó các bạn chắc lấy cái nước ha. Rồi, chúng ta đổ vô. Đôi khi các bạn lấy cái cũng được. Mình thấy các bạn thấy mình lấy cái muỗng không? Mình lấy cái muỗng để dầm cái ra đó. Dầm nhuyễn nha cũng được. Rồi chúng ta lấy nhiều nước ha. Ok. Rồi nếu mà có cái thì chúng ta dầm cái ra. Chúng ta dầm cho thiệt là nhuyễn cái ra ha.
Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đem lên cái hồ nào mà bị tuột nhớt, hay là cái hồ nào mà bị stress, hay là cái hồ nào nước mới, thì chúng ta sẽ làm tiếp một khâu nữa các bạn nha. Ok, thì cái khâu tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ chọn một cái hồ nào đó chúng ta muốn trị bệnh, thì chúng ta loại cái hồ đó, chúng ta lấy cái lấy cái chén nha Ram, hồi nãy giờ làm nè, chúng ta ngồi chúng ta ăn thôi. What the f***? Còn phết các bạn, còn phết. Các bạn đang thắc mắc là tới khâu trị bệnh chưa đúng không? Là dùng cái chén này để làm gì không? Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để trị bệnh tuột nhớt cho cá các bạn nha. Nói chứ mình không có biết cái bài thuốc gia truyền để trị tuột nhớt cho cá bằng nhà Ram gì đâu. Cái này thì giờ là mình chỉ nấu để mình ăn thôi. Còn cái bài thuốc mà trị tuột nhớt cho cá là mình giới thiệu các bạn cái chai này nè, Aqua Fresh Coat. Cái chai này nó chiết xuất từ Nha Đam các bạn nha, nó chiết xuất từ Nha Đam chứ không phải là Nha Đam kia. Chai này được các kỹ sư bên Singapore người ta làm, thì mình không phải là kỹ sư nên mình chỉ làm Nha Đam để mình ăn thôi. Còn khi mà các bạn muốn trị bệnh tuột nhớt cho cá thì các bạn có thể sử dụng chai này. Cái chai này nó có hai công năng nên thành ra mình muốn giới thiệu cho các bạn hai công năng là như vậy. Mình thì mình thích những cái sản phẩm nào mà từ hai công năng trở lên thì mình mới giới thiệu cho các bạn. Thì cái chai này á, nó để khử clo, nhưng mà cái mà mình thích nhất ở cái chai này á là nó tạo một cái lớp nhờn tự nhiên trên bề mặt của con cá để giúp cho con cá để bớt căng thẳng tuột nhớt á. Thì đối với các loại các dòng cá thì mình thấy cái tình trạng tuột nhớt á, nó làm cho cá chết rất là nhanh. Vì thế là mình muốn giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm này để các bạn nuôi cá nó thành công hơn. Và còn một cái nữa, cái này nó riêng về cái cá bảy màu, là mình đã sử dụng cái chai này để trị túm lắc cho cá bảy màu và đã thành công rồi các bạn nha. Mình đã thành công 2-3 bầy rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái này cho nó hiệu quả ha. Thì theo mình á là sử dụng cái này cho nó hiệu quả, khi các bạn sử dụng nước mới á, các bạn nên châm 10ml cho 100 lít, 10ml cho 100 lít. Còn khi mà các bạn trị bệnh cho cá thì các bạn có thể sử dụng liều mạnh hơn một chút. Liều mạnh hơn một chút các bạn nha, có thể các bạn sử dụng 10ml cho 80 hoặc 70 lít nước cũng được. Đó. Cái này là mình thử nghiệm nha các bạn nha. Khi mà mình cũng đã để ý rồi, khi mà cá các bạn đang khỏe, các bạn châm cái này vô cũng không có bị bệnh gì hết, không có si nhê hết. Tại vì nó tạo cái lớp nhờn, khi mà cá nó có nhiều lớp nhờn thì nó sẽ thoải mái hơn, nó đỡ bị stress hơn ở trong nước. Còn trị bệnh mà túm lắc như hồi nãy mình nói á, là cũng theo cái liều 10ml cho khoảng 80 lít hoặc là 10ml cho 100 lít cũng được. Các bạn ngâm trong vòng khoảng 2-3 ngày không cho ăn thì con cá nó sẽ từ từ nó tỉnh lại các bạn nha. Thấy hay, sản phẩm này hay phết. Ok, thì mình có để đường link bên dưới cái video này để các bạn mua sản phẩm này, đến từ nhà phân phối sản xuất công ty Yihufit Farm Trading Singapore. Xịn không? Nha bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thấy hay nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát cú đấm. Hay nhầm. Để lại cho Nguyễn Phát một cái đăng ký các bạn nha. Đừng có để lại cho mình một cú đấm các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.